Ok, nhìn mấy em cho tự nhiên. Đại ca số 1. Nhìn quán, quán chắc. Càng càng. Bây giờ con sẽ gọi điện lại cho bố sau nhé bố nhé. Có con cò kia. Em, chơi với tụi anh đi. Không, hứa vật. Chơi tụi anh đi. Thế, con đi chơi. Làm gì đấy? Chúng mày. Đấy, dạ. Anh ngứa không làm mày cái lên đỉnh. Thối tiền gấp đôi. Đi. Không, vớ vẩn. Vẩn. Kêu, kêu tôi với. Ôi. Ôi làm gì vậy? Thằng nào? Mày là thằng nào? Mày chó nào? Tụi mày lại tao làm gì? Lại mẹ mày kìa. Dạ, xin ạ. Biến đi. Em có sao không? Em không sao, cảm ơn anh nhá. Trời ơi, ba thằng này ăn thua cái gì? Bình thường một mình anh mười mấy hai chục thằng chuyện bình thường. Em. Đại ca. Hàng chi tụi nó quýnh, đang quýnh lộn thì chỉ chạy. À. Có chuyện gì mà mày phải đụng chân đụng tay? Dạ Yến nè. Ra về, tụi nó chọc ghẹo, nó coi 6 thằng. Em quýnh bầm dập chạy trơn rồi. 6 thằng? Dạ, 6 thằng. Thế 3 thằng nữa đâu? Ba thằng kia chạy trước, ba thằng này chạy sau. Được. Dạ. Thế mày dẫn mấy thằng đi túm bọn nó về đây cho tao, để tao xử. Dạ thôi dạ. Em nghĩ rằng anh Phong đánh nó một trận tơi bời rồi ạ. Không được. Đây là địa bàn của tao, không thằng nào được quậy ở đây hết. Dạ. Tao nói cho mày biết, không phải chuyện gì cũng phải đụng chân đụng tay, nghe rõ chưa? Dạ. Cử mấy thằng tìm hiểu xem bọn vừa rồi là bọn nào. Dạ. Còn bây giờ lấy xe đưa Yến về. Anh đưa em về. Thôi, em đi taxi về cũng được. Ổng nói đưa em về, quýnh ra nữa. Đi, hai đứa mình đi, đi ăn. Úi da. Nông quá, nông quá. Đây nè, em ăn đi. Bò tươi quá. Nè, nhớ em lắm á. Mà anh đã nói là anh yêu em chưa? Thế em đã nói với anh là anh rất tốt nhưng mà em rất tiếc chưa nhở? Tại sao? Anh đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi. Mà tại sao em không yêu anh? Thật ra là do chưa đúng thời điểm thôi. Vô. Vô. À mà chút nữa anh chở em về cổng viện Nhi nhá. Tại sao em về đó? Em có người nhà nằm ở viện. Tối nay phải ở đấy trông họ. Nè, vô. Vô. Để em gắp cho anh nhá. Rồi, cảm ơn em. Anh làm việc cho ông Sơn lâu chưa? Gần 10 năm rồi. Lâu như thế chắc là người tin tưởng số 1 của ông ấy rồi còn gì. Đại ca là thương anh lắm. Coi anh như là em trai gì đó. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì đại ca cũng bàn với anh hết á. Thế thì còn gì bằng giao cho anh tiếp quản cả một cái quán hoành tráng. Cái quán đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Là sao? Thì đại ca giao cho anh á những chuyện lớn hơn nữa. Cái quán đó là chuyện chút xíu thôi. Thế cơ à? Em lại cứ tưởng là anh chỉ làm mỗi việc tiếp khách ở quán đấy thôi. Trời, anh vậy mà tiếp khách? Nghe ngu quá.